chứ kè coi này. Đây là một trong những ngà tư rất là nổi tiếng, người ta thường dùng để quay các bộ phim về Nhật Bản. Ngà tư Shibuya. Bây giờ là giờ buổi trưa là đang rất là ít người đó. Chú kè ơi. Người ta cứ ra đứng trước ngà tư này quay phim chụp ảnh. Có lần mà Nhật Bản tham gia World Cup đó, thì đá bóng ấy, thanh niên bắt đầu chạy ra đường ấy, là cứ đèn xanh thì người ta chạy ra ngoài đường. Đèn đỏ thì là chạy vào, đèn xanh chạy ra, đèn đỏ chạy vào. Đem theo lạnh đi, mất công nó lạnh rồi mà. Đi lâu không vậy thà thanh, đi lâu không có. Dạ, cái công viên nó sát như đây thôi con. Sát đây thôi ạ, dạ. Rồi, nó đứng lại. Ăn la xong đó là đi vòng chồng cho tiếp. Ăn la xong đó đi vòng chồng cho tiếp. Tối về, chiều ăn cơm chiều, xong tối về ngủ ngày mai đi về nhà. Trời lạnh rồi. Mai em đi có lạnh là buồn 5 phút. Nó đi vòng vòng giả phố không à. Không có nhịp đó. Ừ. Chú kia. Người đang nhịp đi bộ không à. Tấp nập. Đi nhanh hay là nhanh. Tấp nập. Yeah. Đua xe kìa. Đi ngoài đường á. Thank you.
Người ta đi bộ trong đất đó mình phải hòa mình dễ cái mình chứ. Ừ cái mình đi đâu đâu mình cũng đi mình đi treo đó cái mình cũng không biết là tại sao người ta đi mà cái đấy người ta đi là mình đây chạy chạy mày sẽ lùng với người ta. Điều kỳ ra tụi em cũng chạm gì. Kiếm mua, kiếm mua. Kiếm lính, kiếm lính. Kiếm lính, chú kèo đi kìa. Đi kìa, đi kìa, đi kìa. Sợ chưa? Đi bộ nhiều nhất buy one get one free buy one get one free yeah ai cần cái nó mua ai cần vô mua chú vô mua tặng cho mấy cô chú này tặng rồi chú này là xịn lắm bây giờ xin được xin về chưa mà lấy đi thăm ông tướng thì thăm mấy ông tướng ủa nãy thấy ấy nó đem dù bạn em lui lấy ô đi nha à? Bây giờ mới trời mưa rồi mình sang lấy ô đi ạ à. Lấy ô là đâu ô đâu lấy xe xe có ô à lấy ô anh lấy ô thấy lấy ô lấy đâu thấy chỗ nào đâu lấy ông thanh đưa cho lại và đẹp nhất và đi lên thăm cái đền của mấy ông tướng đẹp chưa đi chơi tiếp bữa rồi wow. cái dù của mình dù này bại liệt cái dù này bị xì cầu que rồi anh làm gì dạ dạ em xì cầu que rồi từ anh đi chừng anh đi chừng để nó ra rồi cái dù này mình bị xì cầu que rồi em chụp chân cái này nè chụp chân vô coi gì vậy coi gì đền thần đạo là để thờ những người có công bảo vệ tổ quốc Nhật Bản
Mình nhưng mà mình đã ra trời mưa. Rửa tay chứ đừng có chửi. Nó có chảy ra đâu. Đi. Xong rồi. Dạ. Ê mẹ ơi, coi kìa, chịu nổi chưa? Ê mẹ ơi, quá trời ơi. Đào ơi là đào. Không ơi. Mình cứ đào mà. Mấy vòng tròn đào lại cho quanh bên cạnh đào. Rồi, được rồi. Trời ơi. Đây là phần bày thế thành kính nghiêm trang. Ơi đào ơi là đào. Cả một vườn đào, cần đào, dễ sợ chưa? Trời đào. Thấy hoa đào đúng không? Mình mong đắt đấy. Ok. Rồi, đúng rồi. Chùi dễ sợ chứ. Đào rồi. Đi tiểu không nhớ. Mà có giấy không? Có giấy. Đào đang rơi. Bước đi em. Dạ, một vòng vườn đào ha.